Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tạp chí khoa học Asian Scientist của Singapore đã vinh danh 5 nhà khoa học của Việt Nam trong danh sách 100 nhà khoa học châu Á. Danh sách này nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo có những nghiên cứu góp phần giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới, trong đó có phòng chống dịch COVID-19. 5 nhà khoa học Việt Nam vào top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á năm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Đại học Thái Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiến Sơn, Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Nguyễn Trương Thành Hiếu, Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là năm thứ 6 liên tiếp tạp chí Asian Scientist vinh danh các nhà nghiên cứu xuất sắc nhất châu Á. Các nhà khoa học khác đến từ khắp châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Bangladesh, Hồng Kông, Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan.